Các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn thêm một cái sản phẩm loa tiện dụng nữa của cái dòng Airsaver các bạn ha. Rồi, mình có cái Airsaver V3 này, outdoor speaker. Mình nghĩ là cái này thì được thiết kế cho cái việc sử dụng là ở ngoài ha các bạn ha. Rồi, cái điều đặc biệt là cái loa này thì nó có cái khả năng là chống nước rồi các bạn ha, IPX6 này. Rồi, ở phía sau chúng ta sẽ có một cái thông số hỗ trợ Bluetooth 4.0 nha các bạn, chống nước là X6 này, rồi hi-fi width 5W nhân 2 speaker, các bạn sẽ có hai cái loa và mỗi loa thì 5W ha các bạn ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái tính năng là hỗ trợ thực hiện cái cuộc gọi đến tay này, thì khi các bạn kết nối điện thoại thì có cuộc gọi đến, các bạn có thể là nghe và trả lời trực tiếp ở trên cái loa này luôn, nó giống như cái tai nghe Bluetooth vậy. Thêm một cái cổng kết nối aux in 3.5 ha các bạn ha. Rồi phát nhạc từ cái thẻ nhớ micro SD này, dung lượng pin là 2002 các bạn. Rồi có cái công nghệ là tự động tiết kiệm pin ở cái chế độ ngủ các bạn ạ. Ở đây thì có thể là cái công nghệ âm thanh rồi, loud super quality audio này, có thể là âm thanh chất lượng cao thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái loa ra các bạn xem ha, mở từ phía trên nha các bạn. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng, đây thì mình thấy nó bằng tiếng Anh. Rồi có cả tiếng Việt ha các bạn ạ. Còn hai mặt, một mặt là tiếng Anh và một mặt là tiếng Việt các bạn. Và thì khá là tiện để các bạn có thể là xem cách hướng dẫn sử dụng. Rồi trong hộp chúng ta sẽ có cái loa này. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có thêm những cái phụ kiện ở phía dưới nữa. Rồi nhìn ở đây các bạn sẽ thấy mình có hai cái phụ kiện nữa thôi. Đó là một cái jack sạc micro USB này, một cổng cáp sạc micro USB và một cái cổng 3.5 hai đầu để kết nối cái cổng aux với lại cái cổng 3.5 của điện thoại hoặc laptop các bạn ạ. Còn mình sẽ không có adapter sạc các bạn, bạn sạc nó bằng cái cục sạc của điện thoại nhé. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ xem tới cái loa nó như thế nào. Rồi ok, đây là cái bề ngoài của loa, nhìn rất là hầm hố, giống như những thiết bị quân đội vậy. Đặc biệt nó còn có một cái móc treo nữa các bạn ha. Rồi, đó, cái móc này có thể là các bạn đeo vào người này, giống như là theo cái hình ảnh quảng cáo ở trên này ha các bạn ha. Rồi ở phía trên chúng ta sẽ có một số cái nút điều khiển. Ở đây mình có một cái mic này, nút nguồn, nút phát và tạm dừng cuộc gọi, rồi nút bắt cuộc gọi hoặc là nút bè Bluetooth ha, tăng giảm âm lượng và chuyển bài ở đây luôn ha các bạn ha. Rồi đây là đèn tín hiệu này. Rồi phía sau thì chúng ta sẽ có hai cái mặt lưới loa như thế này. Ở đây thì mình thấy hai cái mặt loa nó bóng bóng ở đây rồi. Rồi tiếp theo ở bên hông bên này, bên phải ha các bạn ha, mình sẽ có một cái khe nữa. Rồi có cái dây oven này, mình có một cái nắp cao su nữa, mình mở ra ở đây mình thấy là có cái DC in và aux ha. Đây sẽ là cái cổng sạc. Rồi mình có một cái cổng sạc micro USB này, một cái cổng aux 3.5 và một cái cổng cái khe thẻ nhớ micro SD, kèm theo đó là một cái lỗ nữa. Ở đây thì mình nghĩ có thể là cái lỗ đèn sạc ha các bạn ha. Rồi đây lại hết rồi các bạn ha, mình sẽ thử xem cái phần kết nối cũng như là cái phần âm thanh như thế nào. Rồi khi mở nguồn chúng ta sẽ bấm đè vào đây. Rồi khi mở nguồn lên thì mình sẽ có một cái âm thanh báo như vậy, và cái đèn màu xanh này thì nó đang nhấp nháy ha các bạn ạ. Ở đây mình không có cái phím chuyển đổi qua lại giữa các cái chế độ các bạn. Ok, mình sẽ thử với Bluetooth trước. Các bạn mở Bluetooth của điện thoại lên, sau đó thì chờ nó dò. Đây các bạn ơi, đó cái loa V3 này. Rồi các bạn bấm vào nó để kết nối thôi.
Rồi khi kết nối thành công thì nó sẽ có một cái âm thanh như vậy. Rồi nó báo là D3 có máy tính ha các bạn ạ. Mình sẽ thử đến phần âm nhạc. Rồi, các bạn để giảm âm lượng thì các bạn sẽ bấm đè vào cái tiếng cộng trừ này để tăng giảm các bạn. Các bạn bấm một lần thì nó sẽ chuyển bài nha. Mình sẽ thử. Ok, nó đang chuyển bài đó. Rồi một lần thì nó chuyển bài ha. Rồi còn nếu mà tăng giảm âm lượng này, các bạn bấm đè vào. Rồi các bạn sẽ thấy trên điện thoại của mình. Sau đây. Rồi nó sẽ hiện theo cái biểu tượng là tăng giảm âm lượng luôn nha các bạn. Thì cái này thì với những dòng iPhone thì mình sẽ thấy là sẽ có, còn những dòng điện thoại khác thì nó không định chắc nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ thử mở lớn lên hết cỡ tại vì lúc nãy mình thấy âm lượng nó rất là lớn. Khi mà các bạn đang phát nhạc bằng âm thanh và Bluetooth, thông qua Bluetooth, nhưng mà khi các bạn cắm cái cổng 3.5 vào thì ngay lập tức thì nó sẽ ngắt và có một cái âm thanh báo để chuyển đổi ha các bạn ha. Đây các bạn sẽ sử dụng thông qua cái cổng 3.5 này ha. Rồi do ở đây thì mình không thấy cái nút chuyển chế độ, mình chỉ thấy là chế độ Bluetooth này. Ở đây thì mình sẽ thử nha, chuyển bấm đè xem nó chuyển không. Ok, không thấy nó chuyển chế độ ha các bạn ha. Rồi mình thử bấm một lần thôi. Rồi như vậy thì đây cũng chính là cái nút là chuyển đổi chế độ thôi các bạn ha. Do mình không có thẻ micro, không có thẻ micro SD, cho nên là mình không có test được là cái nút này nó có chuyển qua cái chức năng thẻ nhớ được hay không. Nhưng mà nếu như các bạn cắm cổng AUX vào rồi mà các bạn muốn chuyển lại chế độ Bluetooth thì mình bấm một lần ha các bạn ha. Mình thử bấm lại một lần. Rồi, nó báo và ngắt kết nối với điện thoại rồi ha các bạn ha. Thì lúc này mình sẽ bật cái 3.5 này. Ok, chuyển qua 3.5 ha, vừa rút ra thì ngay lập tức nó sẽ chuyển sang Bluetooth và nó kết nối với điện thoại của mình luôn. Rồi ha. Rồi với dòng iPhone thì có thể nó sẽ báo được cái dung lượng pin. Rồi với cái dòng iPhone thì mình sẽ thấy là có thể nó sẽ báo được cái dung lượng pin của cái loa trên này ha các bạn ha. Còn những dòng điện thoại khác thì mình chưa có thấy. Rồi bây giờ mình sẽ thử cắm sạc để mình xem thử nó có cái đèn ở đây hay không. Rồi ok, ở đây khi mà các bạn cắm sạc vào thì cái đèn này nó sáng màu đỏ nha các bạn ha. Rồi, mình sẽ rút ra. Nó sẽ tắt thôi. Rồi thường thì những cái đèn này khi mà nó sáng màu đỏ như vậy thì khi đầy thì nó có thể nó sẽ chuyển sang màu xanh nha. Cái này thì mình chưa có thử. Đó, sau đây các bạn, với cái thiết bị này thì khi các bạn sạc đầy thì nó không chuyển sang màu xanh, mà khi đầy thì cái đèn này nó sẽ tắt nha các bạn. Thông thường thì các cái dòng loa thì khi sạc thì màu đỏ, đầy thì nó sẽ chuyển sang màu xanh.
Nhưng mà với cái loa này thì các bạn cắm sạc màu đỏ, nhưng mà khi đầy thì cái đèn nó sẽ tắt, các bạn nó không chuyển sang màu xanh. Rồi ok, vậy là đây là tất cả những cái thiết kế cũng như là cái phần âm thanh. Với cái loa này thì mình thấy là cái phần âm thanh của nó rất là lớn, các bạn mở hết công suất của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.